Kính thưa đại chúng, sáng nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng có lạnh không? Lạnh, phải cảm ơn Hòa Thượng. Có đời nào trời lạnh vậy mà tụi con ra ngoài ngồi cả tiếng đâu. Mấy chục năm ở đây là lạnh là tụi con rút vô nhà. Bữa nay Hòa Thượng muốn thử sức mình ha. Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm. Đường dài mới biết ngựa hay. Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm, ở lâu mới biết lòng người. Giờ bữa nay coi ai ở lâu nha. Ở cho hết, tới hết chương trình của chùa Quang Thiện mới được về. Thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng ta được về chùa Quang Thiện để kỷ niệm chùa tròn 20 năm sinh hoạt. Trong khoảng thời gian 20 năm này thì chắc chắn rất là nhiều những cái kỷ niệm buồn vui của Hòa Thượng với quý Phật tử đã cùng với Hòa Thượng đồng hành trong suốt 20 năm nay. Lâu lâu chúng ta tổ chức, có thể mỗi năm mình tổ chức sinh nhật của mình. Lâu lâu có người thì vài ba năm mới làm lần, có người làm mỗi năm. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng á, phần lớn chúng ta tổ chức sinh nhật để ăn mừng. Lớn nhỏ gì đó tùy theo mình. Nhưng chắc có lẽ chúng ta ít khi nào ngồi lại để ăn mừng tất cả những gì ở nơi ta đã đồng hành với mình trong suốt mấy mươi năm qua. Ví dụ năm nay mình ăn mừng mình 60 tuổi. Nhưng hình như mình chưa có một giây phút nào mình ngồi lại để mình ăn mừng và gửi cái sự bình yên, sự cảm ơn trái tim, lá gan, lá phổi đã đồng hành với tôi 60 năm. Có những lúc vì vui quá tôi quên lá gan. Tôi uống tới mấy chai XO. Đôi lúc vì quên cảm ơn lá phổi, tôi làm mỗi ngày một gói thuốc. Tội nghiệp nó đồng hành với mình suốt mấy mươi năm. Tới hồi mà mình được 60 tuổi thì tổ chức một cái tiệc thật là lớn, nhưng để đãi thiên hạ thôi. Nhất là đãi những người mang thuốc tới cho mình, đãi những người mang rượu tới cho mình, những người đó mang cái độc tố tới cho mình để mình hại phổi hại gan, mình cảm ơn. Còn gan phổi nó sống cho mình forgot nó mất tiêu. Quý vị hơi yếu và nói ha. Nhiều lúc Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa ngồi thiền là vậy đó. Ngồi thiền không phải là mình ngồi yên để làm cho cái đầu mình nó trống rỗng. Người ngồi thiền là có người thấy được những gì chúng ta đang sống, chúng ta đang làm. Nhiều khi chúng ta làm nghịch, làm ngược hết trơn. Tim, gan, phèo, phổi, tất cả những cơ thể trong chúng ta, nó sống vì chúng ta, nó làm tất cả vì chúng ta trong mấy mươi năm. Nhưng hình như mình chưa có ngồi lại để cảm ơn nó. Đôi lúc mình làm một cái lễ gì đó, mình cảm ơn nhiều lắm. Ví dụ như hôm nay mình cảm ơn Hòa Thượng, mình cảm ơn ban Phật tử, cảm ơn ban trai soạn, cảm ơn mọi người. Nhưng mình chưa ít khi nào mình trở về mình cảm ơn những gì ở trong cơ thể mình đã đồng hành, đã sống chết với mình. Mà cái body của mình, cái thân thể mình nó rất là thông minh. Ăn cái gì mà nóng trong người là nó nói cho mình biết liền, nó nổi cho mình hai cái hột xoàn. Nói tôi nóng lắm rồi đó nha. Chứ khi nào mà cái thận của mình mà nó không khỏe, nó nói cho mình biết. Cái gan của mình không khỏe, nó nói cho mình biết. Nhưng mình biết là mình biết, chứ mình không làm gì hết. Thế thì mình chỉ biết mà mình chưa làm. Cái cách tu của Đạo Phật á, là mình phát triển cái hiểu biết của mình. Mình nói là hiểu biết thương yêu, từ bi trí tuệ.
Trí tuệ là mình nhận rõ, thương yêu là mình gửi cái tình thương. Nhưng mà mình không có đủ hiểu biết ở nơi mình, cái thân mình nó đang như thế nào để chúng ta chăm sóc nó. Thậm chí cái tâm mình nó buồn khổ thì mình cũng không tìm đúng một phương pháp để giúp cho cái tâm mình hết khổ, mà mình tìm lộn phương pháp bằng cách là mình đi chơi, mình uống rượu, mình làm những cái gì đó để tìm quên. Nhưng mà sau tỉnh dậy thì không có quên mà thêm bệnh. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình thấy bỗng thấy mình xót xa. Mình khổ mình uống rượu nhưng mà sau cơn rượu thì chỉ thêm bệnh mà không có hết. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một cái thân, và chúng ta cần phải biết để chúng ta chăm sóc cái thân. Đạo Phật gọi là tu thân. Nhưng mà mình mới tu được cái vỏ thôi. Tức là sáng là mình ngồi mình chăm sóc, là mình phải chải tóc thế nào, mình làm gì, mình cũng tu thân đó. Nhưng mà mình chưa thật sự tu đúng cách. Tu đúng cách là mình ngoài lo cái thân bên ngoài, mình phải chăm sóc những cái gì ở bên trong. Nhất là tuổi lớn thì mình lại càng ý thức hơn để mình ăn uống như thế nào có chánh niệm. Người trẻ đó thường họ quan niệm thân này là của tôi, không có liên hệ tới người khác, tôi muốn làm gì tôi làm. Cho nên ăn uống hay là đi chơi hay làm những gì đó có thể hại đến thân mình. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có thân cần chăm sóc, và ai cũng có cái tâm. Còn cái chuyện mà mình giải thích tâm là gì vân vân thì chuyện đó ở một mặt khác. Mình nói một cái việc đơn giản là khi mình khổ là mình khổ tâm. Khổ thân thì khỏe lắm, chữa được, uống thuốc hết. Nhưng mà tâm bệnh thì phải có phương pháp, phải có thuốc của tâm để chữa được. Cho nên mình đi chùa, mình nghe pháp là mình tìm những cái phương thuốc cho tâm. Còn mình ăn uống hàng ngày là mình tìm những cái bổ dưỡng cho thân. Và chúng ta cần quân bình cả hai mặt, thân tâm. Chúng ta có một cái nhà, ai cũng có cái nhà để ở đó. Nhà lớn, nhà nhỏ, nhà chật, nhà rộng gì, mình vẫn phải có cái chỗ ở. Còn không thì người ta gọi mình là gì? Vô gia cư. Người sống mà không có một cái gì để mà mình tu tập cho mình gọi là vô nghề nghiệp. Nghề nghiệp là ngoài chuyện đi làm để nuôi thân ra, mình phải có phương pháp để làm cho tâm mình mỗi ngày mỗi dồi dào lên. Có nhiều người sống mà khổ thì cái này là có nhà mà không có nghề. Có nghề là mình luyện được cái tâm mình và mình thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Cho nên người mà biết chăm sóc thân thì sẽ tìm đúng món ăn cho thân. Người biết chăm sóc tâm là biết tìm về những cái phương pháp tu tập để chuyển hóa khổ đau. Khổ đau là phải tu tập thôi. Nhưng mà đại chúng đừng có lầm là tu là biểu mình vô chùa, mình tụng kinh, mình làm gì đó mà theo cái quan niệm chữ tu của thông thường. Không phải. Tu này nó rộng hơn nữa là những cách thức thực tập nào để giúp cho mình chuyển hóa khổ đau. Có thể quý vị không nghe, không quý vị không tụng kinh, nhưng mà quý vị nghe pháp. Cách đây 2 ngày, hôm qua có gặp một chị còn trẻ lắm, bị ung thư. Thì khi mà chị phát hiện chị ung thư thì chị sụp đổ tinh thần, đau khổ dữ lắm. Tại vì mình còn con nhỏ phải lo. Thì khi đi vào bác sĩ thì bác sĩ nói là cần phải trị liệu. Thì chị từ chối, chị không có theo phương pháp trị liệu là xạ trị hay là chemo. Mà chị đi về chị bắt đầu không ăn uống, chị uống thôi. Mà thức uống là nước rau, uống nước cà rốt, uống nước tre rau keo, broccoli vân vân. Một ngày uống
mấy chai nước, trái cây như vậy, nước rau như vậy, và hoàn toàn không ăn. Nhưng mà cái đó chỉ mới có chỉ được cái thân thôi. Đau khổ quá thì lên Google bấm, tìm những cái gì đó, lời giải gì để giúp mình. Thì không ngờ tìm ra được những bài pháp nghe. Nghe xong tinh thần phấn chấn trở lại. Và từ một cái ung thư, một cái bướu 3 cm, sau 8 tháng trị liệu bằng phương pháp nghe pháp, tìm vui, uống nước rau, sau 8 tháng cái bướu còn 1.6 cm. Khi chị lên Facebook, chị biết là thầy Pháp Hòa đang ở miền Nam California. Chị phone vòng vòng chị tìm, tại chị không biết mình mà chị không có bạn. Tìm vòng vòng, cuối cùng chị tìm được một nơi mà Pháp Hòa vừa bước tới để mà thăm. Chị tới, chị thăm và chị chia sẻ. Thì chị nói là con mấy tháng nay con bỏ đói ung thư. Nghĩa là không ăn, tại vì chỉ nói là ăn những thức ăn như là đường. Thức ăn á, mình ăn vô mình làm cho cái vi trùng ung thư nó càng khỏe và nó càng tấn công mình hơn. Con bỏ đói nó bằng cách con uống nước rau củ. Và cái điều quan trọng nhất là cái tâm mình phải vui. Bữa nào mà con lo lắng, con buồn khổ là cả cái ngực con nó cứng trở lại. Và chính cái bướu chỗ đó cứng bự ra. Mà bữa nào con vui vẻ, con bình an thì cái đó nó nhỏ và cái người con nó thanh thản. Rồi quý vị thấy rõ ràng. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả chúng ta đều trải qua một cái kinh nghiệm là khi tâm mình vui, cái gì nó cũng đẹp hết á. Tâm mình mà vui là xung quanh mình cả một bầu trời. Thậm chí mà hôm nay quý vị vì thương Pháp Hòa nè, vì cảm mến chùa nè, quý vị đổ đường đi từ sớm mà ngồi đây lạnh nãy giờ nè, vừa nghe vừa run nè, mà vẫn vui vẻ như cười. Chứ thử bình thường mà ai biểu ngồi kiểu này thôi, chắc là không ngồi rồi đó. Quý vị thấy mình vui là mình vượt hết tất cả. Thế thì chúng ta có một căn nhà, đó là cái thân của mình. Chúng ta có một căn nhà, đó là cái nhà mình đang ở. Mình phải chăm sóc. Nhà mình ở mình phải dọn dẹp. Thân mình có, mình phải tắm rửa, mình phải làm cho nó sạch. Thì tâm mình cũng vậy, mình phải làm sạch tâm mỗi ngày. Và sạch tâm mỗi ngày là bằng những phương pháp tu tập. Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được. Thậm chí có người làm sạch tâm mình bằng một thời nghe pháp. Có nhiều khi tâm đang khổ, nghe xong bài pháp bình an trở lại. Vì mình thấy được rằng mình có được một con đường đi, mình thấy một cái tia sáng. Trường hợp đó Phật còn gọi là gì? Người từ trong tối bước ra sáng. Và có những người đang sáng vậy đó, không chịu tìm những cái gì để khổ hại cho mình, để là từ ánh sáng bước vào trong bóng tối. Cái ngôi nhà thứ nhất mình có, đó là ngôi nhà mình đang ở. Ngôi nhà thứ hai mà chúng ta có là ngôi nhà tâm. Như nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Mình có 4 căn nhà nè. Căn nhà mình đang ở. Thân này cũng là một căn nhà. Tâm mình có một căn nhà. Và căn nhà kế đến là căn nhà tâm linh. Tức là ngôi chùa. Quý vị thấy á, ở Việt Nam mình mỗi làng có cái chùa. Chúng ta thường gọi là chùa làng. Mà mỗi lần mình có cái gì mà bất an thì mình có khuynh hướng chạy đi đâu? Chạy vô chùa thắp nhang cầu nguyện. Mình cất quan bên cái chuyện chánh pháp và hiểu đúng như vậy. Nhưng mà căn bản nhất, cái bình thường nhất của chúng ta là mỗi khi chúng ta khổ, chúng ta muốn chạy về chùa thắp cái hương lễ Phật. Quê tôi có gió 4 mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi bỏ chùa.
mà người nào cũng thuộc câu thơ của ngài Mạn Giác hết. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nếp sống của chúng ta là nếp sống đạo đức. Từ nhỏ mình được, từ nhỏ là cha mẹ mình dạy cái đạo đức là trước hết. Thứ nhất là lễ nè, gặp người lớn phải khoanh tay chào, dọn chén dọn nước cho người lớn là phải để dĩa bưng hai tay, muốn nói gì phải dạ thưa. Đó, cha mẹ mình dạy những cái bài học đạo đức đó trước. Cho nên hồn dân tộc là đạo đức. Mà những đạo đức đó chỉ có chùa hay nhà thờ hay những nơi mà đạo giáo cho mình được cái đó. Cho nên mình đi đâu cũng có chùa, người Việt mình ở đâu cũng có chùa. Pháp Hòa đi giảng tới những cái thành phố nhỏ xíu cũng 4-5 chùa. Mà quý vị thấy là hễ quốc gia nào có Phật giáo thì người đó đi đến đó dựng chùa. Ở bên chỗ Pháp Hòa có khoảng chừng 500 gia đình người Tích Lan thôi. Thế thì các vị hay đi tới các chùa Việt Nam để mượn chùa. Thì chùa Trúc Lâm mình cũng được mượn. Thì có một hôm Pháp Hòa mới nói với các vị đó. Pháp Hòa nói tôi không có ngại cho các vị sử dụng chùa mỗi tuần hay mỗi tháng theo nhu cầu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, quý vị nên tìm một chỗ. Quý vị nên tìm một chỗ, quý vị nhỏ lớn gì cũng được, mướn cũng được, nhưng mà phải là cái văn phòng, là cái nơi của chùa Tích Lan, để Phật tử người Tích Lan biết chỗ đó là chùa của họ, để họ trở về họ lễ Phật, mà đặc biệt là hộ trì. Khi họ thấy nhu cầu cần, họ hộ trì cho ngôi chùa phát triển. Họ nghe lời Pháp Hòa, 2 tháng sau mướn được cái nhà. Ở được 5 năm, mới đây mua 80 mẫu đất. Mới tháng rồi, cả thầy trụ trì, cả ban trị sự lên gặp Pháp Hòa, hỏi những cái kinh nghiệm xây dựng chùa. Tại bây giờ chùa mua được miếng đất 80 mẫu, rất là đẹp. Và bây giờ muốn làm thiền đường, muốn tổ chức. Quý vị thấy không? Cho nên bất cứ một dân tộc nào họ sống, họ có được cái đạo, thì họ đi tới đâu họ cũng muốn làm điều đó. Thì chúng ta cũng vậy, ở đâu của mình cũng muốn làm chùa. Không phải là để mình làm chùa to Phật lớn hay để làm gì, nhưng mà ở mỗi vùng, ví dụ Ontario này, quý vị muốn đi chùa lên Orange County thì hơi xa, thì Hòa Thượng làm đây để quý vị đi cho nó gần. Phải không? Đây là chùa làng nè. Đó, ngôi chùa làng. Lâu lâu mình đi hành hương lễ Phật các nơi, nhưng mà chùa gần mình chứ biết không, không làm biếng. Phải đi chùa thôi xa quá. Nhưng mà có đây rồi là không có excuse nữa nha. Không có làm biếng nữa nha. Sát bên rồi. Cho nên mỗi người chúng ta có một căn nhà, có một cơ thể, có một cái tâm linh của mình, gọi là ngôi nhà tâm, mà chúng ta phải trở về chăm sóc. Và một ngôi chùa để chúng ta trở về nương náu. Cái cảnh quan này mà ai mà đi làm về mà buồn buồn vô đây ngồi cũng tịnh lắm. Có cây cối, đặc biệt là có cây cam ở dưới kia. Ngôi nhà nữa, đó là người, những người đồng nghiệp của mình. Quý vị mà để ý, quý vị sẽ thấy rằng cái người mà gần mình nhất mỗi ngày là người làm chung. Nhiều khi mình đi làm về hết 12 tiếng, về nhà ăn cơm nói chuyện với chồng con đâu được vài câu là mệt rồi, là đi ngủ à. Mình gần gũi cái người làm chung tới nhiều giờ lắm. Có phải không? Bởi mới gọi là đồng nghiệp. Hai người cùng làm chung một việc gọi là đồng nghiệp. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta không thực tập để hạnh phúc với đồng nghiệp á, là nguyên ngày đó mình khổ. Chứ có những người đồng nghiệp họ khó chịu lắm, nhưng mà mình ráng sao mình tu tập để mình enjoy, mình ngồi được với đồng nghiệp. Chứ không thôi là lúc nào mình cũng quán chiếu, này là quan gia nè, này là trái chủ nè, là nguyên ngày hôm đó 12 tiếng toàn là gặp quan gia với trái chủ không. Cái cách tu tập của Pháp Hòa á, là Pháp Hòa không nhìn ai bằng kẻ oán, mà Pháp Hòa nhìn họ bằng cái duyên. Bất quá là thuận duyên hay nghịch duyên thôi.
Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình có một cái cây cam và mình trồng cái cây cam nó lên, nó rất là tốt, trái ngon, lá đẹp, cây rất là tốt. Quý vị chăm sóc không? Cũng phải chăm sóc. Không chăm sóc sao nó được vậy? Mà khi thấy nó phát triển tốt thì càng phải chăm sóc để cho nó mãi mãi tốt đẹp như thế. Nhưng ngược lại, nếu mình phát hiện cái cây này bây giờ nó yếu ớt, nó gầy gò, nó sắp sửa chết, làm gì? Cũng phải chăm sóc. Vậy thì dù cây tốt cũng phải chăm sóc, dù cây xấu cũng phải chăm sóc. Nhưng nếu mình gặp cây xấu thì quan tâm nhiều hơn, để cho nó đúng liều lượng chăm sóc của nó mà nó quật sống trở lại. Nếu mình nói mày nghe mày, mày oan gia, mày trái chủ, tao trồng mày, tao tưới mày, tao chăm sóc mày, mày hư lắm, mày không lên trái nghe mày, thì càng ngày nó sẽ càng héo hơn, là tại vì mình cho nó ăn mà cho vừa ăn mà vừa chửi. Cũng giống như mình cho con mình ăn nè, mày ăn đi ha, mày ăn cho no rồi mày đói tao nghe. Nhưng mà nếu mình biết đứa con nó nghịch, cho nó ăn, chờ con bữa nay con ở nhà con ăn cơm với mẹ, mẹ vui ghê vậy đó, con làm con nhớ tranh thủ đi đâu về nhớ về ăn cơm với mẹ. Nếu nó có nghịch cỡ nào đi nữa, cái lời nói của người mẹ vẫn văng vẳng bên tai. Những lúc nó quên mẹ, nó sẽ nhớ những lời đó, nó sẽ cố gắng nó trở về với mẹ, vì lời nói tốt lúc nào cũng đi vào tâm của người ta. Dù cái đứa nó ngỗ nghịch cỡ nào nhưng thủy chung tình thương của mẹ vẫn có đó, lời nói ngọt của mẹ vẫn đó, và chính lời nói đó kéo nó về. Mày ăn đi rồi mày báo tao ha, rồi bữa nào mày vác cái xác mày về đây cho tao. Mỗi lần nó sắp sửa về đã nhớ mấy câu đó. Đó, thôi thôi để tôi ra ngoài tôi ăn, chứ tôi ăn cái tô mì của bà tôi nuốt không có nổi. Phải vậy không? Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn, không ai bằng mẹ. Cái tiếng mà con bập bẹ từ tấm bé, đó là cái tiếng mẹ. Thì mình, đây là một cái thí nghiệm của những người mà người ta đã thí nghiệm khi mình trồng cây. Thì thay vì á, mình gặp ai mình cũng nói cái bà này chắc đời trước trái chủ oan gia của tôi, bà tới bà báo tôi, bà ám tôi hoài. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì lúc nào mình gặp người đó mình cũng cay nghiến trong lòng. Còn bây giờ mình nói đây cũng là duyên nè, nhưng mà nghịch duyên, để cho mình vượt cái duyên này, để mình chuyển cái nghịch thành cái thuận. Còn người nào mà lúc nào cũng thuận với mình, đây là thuận duyên. Cuộc đời này là chỉ có duyên thôi, nhưng mà bất quá là nghịch hay là thuận. Nhưng mà nghịch đó, đôi khi vậy mà làm cho mình đó, biết sao không? Chỉnh đốn mình thôi. Ví dụ mình biết cái chị đó đó hay bắt bẻ lời nói lắm, cho nên mỗi lần nói chị mình làm gì? Cẩn ngôn. Còn cái người nào mà xa va với mình á, mình nói đại, nói tạc vô mặt ta, mà nói không cần biết cái feeling, cái cảm giác người ta, đôi khi mình trở thành cái tập nghiệp nói bừa mà mình không hay. Cho nên những đối nhiều khi gặp những cái người nghịch mà lại là cái tốt cho mình tu, bởi vì nhờ người đó mình mới chỉnh mình. Mình nói bậy bạ ta giận, cho nên nhờ vậy chỉnh được nghiệp khẩu, nhờ vậy mà chỉnh được nghiệp thân, là không hành động bừa bãi. Còn những người mà nhiều lúc người ta dễ dãi, người ta xa vai với mình quá đó, cái tự nhiên mình cũng trở thành một cái tập nghiệp sống mà không có cần biết cảm giác người khác, muốn ưng nói gì nói, chứ cũng chưa chắc là cái tốt. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là nếu mình lái xe đi đâu mà đường đó lạ mà tối, dù đường đó mình đi mỗi ngày quen đường, nhưng nếu nó tối thì mình lái làm sao? Cẩn thận hơn. Còn nếu mà trời sáng ban ngày là mình đi mà mình bất kể. Cho nên chỗ nào khó khăn thì nhiều lúc lại là chỗ thuận cho mình. Phải không? Cho nên trong 10 điều tâm niệm đó, trong 10 điều tâm niệm Đức Phật cũng dạy đó, lấy cái người mà tệ bạc làm nơi giao du, lấy mọi sự khúc mắc làm đà tiến thủ, lấy khó khăn làm thú vị. Tại vì chính cái khó khăn đó mình vượt qua được, mình mới thấy tất cả rất là thú vị. Cho nên đừng có nhìn ai cũng là kẻ thù kẻ oán mình mà mình nhẹ xuống đi, mà rất là thực
rất là thực tiễn trong vấn đề thực tập, đó là gì? Nhìn mọi người là duyên. Pháp Hòa thưa đại chúng, vợ chồng có phải duyên không? Lúc mới đầu gặp nhau có tinh tú quay cuồng không? Ai lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng, nhưng mà sống chung với nhau rồi mới biết. Bây giờ tôi quay mòng mòng. Mới đầu gặp nhau là rúng động tâm hồn, rồi bắt đầu mới cầu hôn và kết hôn, xong về nhà liệu hồn. Cho nên những người đồng nghiệp của mình á, có những người người ta rất dễ thương, lúc nào người ta cũng giúp cho mình làm việc. Nhưng mà đâu phải cuộc đời lúc nào cũng vậy. Thí dụ 10 người á, tự nhiên đậu lọt ra 2 người lúc nào cũng gây khó khăn với mình. Lấy cái đó làm cái nơi để mà mình trở về mình thực tập. Đừng nhìn họ bằng cặp mắt oán thù, mà cứ thấy họ là gì? Người, cái người mà gặp duyên với mình, nhưng mà nghịch chút thôi. Nhưng mà chính cái nghịch đó đó, mình phải làm gì? Phải tu tập, phải chuyển hóa, từ 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 mình mới làm cho cái người lúc nào đối nghịch với mình, họ sẽ mềm theo cái cách tu của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ 2 cái cây. Một cây tốt thì mình chăm sóc, mà một cây không tốt mình cũng phải chăm sóc và quan tâm, vì chúng ta đều muốn nuôi dưỡng những cái cây mà chúng ta đã trồng cho nó trở nên tươi tốt. Cuộc sống này cũng vậy. Một đứa con mà nó hư cũng đâu có nghĩa là mình cứ phải nói những lời cay nghiến với nó, mà chính càng như vậy nó sẽ càng héo hon hơn. Nhưng mà nếu chúng ta nói những lời ngọt ngào, những lời tha thiết, làm gì làm cũng phải có giây phút nó chạnh lòng, nó lắng lại, nó nhớ cái lời của mẹ, của cha. Cho nên quý vị để ý, cái người mà càng gây khó với mình mà mình càng nghịch lại với họ đó, chỉ chồng chất thêm thôi. Nhưng mà ngược lại, thí dụ họ la mình đi: trời ơi chị, em lỡ lời em nói vậy, chị không thích thì chị nói em biết, chứ chị đâu cần la làm chi như vậy. Tự nhiên cái mềm mỏng của mình nó cũng làm một chút nào đó cho người ta nhớ lại. Và nếu người đó có la lên nữa, có hét lên thế nào rồi, cái tâm niệm ăn năn thấy mình quá đáng, người kia nãy giờ lúc nào cũng nhẹ với mình mà tại sao mình cứ ào ào mình lấn át, tự nhiên tự thấy họ quá đáng, họ lắng xuống chút, từ từ mình chuyển. Mình phải giải oán bằng cách đó. Thường thường đại chúng hay tụng xin nguyện giải oan kết trái, giải oan giải kết trái. Thì oan trái mà người ta, mình chỉ có cách đó mới cởi được oan trái thôi, còn không cách nào khác. Thấy không? Cho nên oán mà không có giải mà thì càng thêm cái oán. Đó là ngôi nhà đồng nghiệp của mình. Ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà đồng nghiệp, ngôi nhà mình đang ở, ngôi nhà có thân của mình, ngôi nhà là tâm của mình, ngôi nhà là một chùa của mình. Và mình có một ngôi nhà nữa, đó là ngôi nhà huyết thống. Huyết thống là gì? Đó là bà con quyến thuộc, những người có quan hệ với mình. Có những người họ cùng chung ruột thịt với mình, họ em ruột mình, chị ruột mình, anh ruột mình, vân vân. Nhưng họ với mình sao chống đối nhiều quá, họ với mình sao có nhiều cái nghịch quá. Nhưng mà thủy chung họ vẫn là gia đình huyết thống của mình. Quý vị thấy ở đây á, có những cái ngày lễ thì người ta thường á, nhân cái dịp lễ đó, người ta ngồi lại với nhau gọi là reunion á. Cho nên người Việt mình rất là hay tổ chức giỗ, cúng giỗ. Cúng giỗ không phải ông bà ăn, không phải ông bà chờ năm được cái giỗ đó, mà chính cái giỗ đó, chính cái ngày giỗ đó là cái ngày mà tất cả mọi người con cháu trở về để có mặt cho nhau trong một ngày đó. Có khi cả năm không gặp nhau, nhưng mà nhân ngày giỗ mà các con các cháu trở về. Và chính cái ngày đó là mọi người được gặp nhau, hỏi thăm nhau,
hàn huyên tâm sự và hiểu biết về về nhau. Nó khổ một cái ở đây á, không có khó hỏi thăm, điện thoại ai cũng có, số phone ai cũng có, mà ghét là không bao giờ phone. Người nào mình ưng là mình gọi, người ta muốn cháy phone luôn. Nhưng mà người nào mình không thích là không bao giờ mình gọi. Cho nên có nhiều khi cái phương tiện liên hệ với nhau rất là dễ, nhưng mình không ưng rồi thì không bao giờ mình có sự liên lạc. Nhưng mà dù gì đi nữa, chúng ta đều là những người ruột thịt của nhau, cho nên chúng ta phải trở về. Và nhất là ở đây, ở nước ngoài này, cái ngày cúng dỗ cho ông bà tổ tiên lại phải cần tổ chức hơn nữa, ít nhất một năm một ngày, ngày lễ dỗ chung. Nếu không có phương tiện dỗ riêng vì ông bà nhiều quá, cứ vài ba ngày nghe điện thoại má kêu về dỗ. Giờ quý vị tổ chức một năm một ngày, ngày nào cũng được quý vị chọn. Có thể mình chọn cái ngày lễ tạ ơn Thanksgiving của nước Mỹ, vừa hợp với ý nghĩa của phương Tây là tạ ơn, vừa phù hợp với lại truyền thống của người mình, người Á Đông mình, đó là nhớ ơn tổ tiên cội nguồn. Chọn ngày đó làm cái ngày cúng ông bà, hoặc là ngày đó tất cả tập hợp về ăn tiệc, nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu có một buổi cúng tế tổ tiên. Mà cúng đó cũng không cần phải rất là nhiều cái gì linh đinh, chè xôi bánh kẹo cũng được nữa, trà nước, rồi mọi người đến đó thắp hương và tuyên bố ngày nay là ngày cúng ông bà tổ tiên. Quan trọng nhất là con cháu mình nó vẫn biết được truyền thống của người Việt là có cúng tế tổ tiên, và ngày đó là ngày trở về. Cho nên hôm nay nhân dịp chúng ta ở chùa Quang Thiện kỷ niệm chùa 20 năm, chùa là một ngôi nhà tâm linh, gia đình mình là một ngôi nhà huyết thống, thân này cũng là một ngôi nhà chúng ta cần chăm sóc, cái gia đình chúng ta đang ở cũng là một ngôi nhà chúng ta cần chăm sóc. Mỗi ngày chúng ta làm việc với đồng nghiệp của chúng ta cũng là những người chúng ta cần quan tâm và thân thiện, giải những cái nghịch với nhau. Đó, người lạ mà nghịch là cũng chuyện thường, người thân thiết mà đôi khi còn nghịch với nhau. Thế thì rõ ràng đại chúng thấy trong cuộc đời này gặp nhau đều là duyên hết, chẳng qua là thuận duyên hay là nghịch duyên thôi. Và dù thuận hay nghịch, chúng ta đều phải quan tâm chăm sóc giống nhau. Được như vậy, tại sao làm được vậy? Bởi vì tâm linh mình rất là vững chắc và giàu có. Giống như mặt đất mà vững chắc thì xây dựng cái gì cũng xong. Tâm thức mình vững chắc thì mọi việc mình có thể làm được qua cái tâm lực của mình. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta có rất nhiều lực: Phật lực, pháp lực, tăng lực, tâm lực, đạo lực, tự lực, tha lực, và chúng ta có một cái gọi là sức lực. Nhưng nếu cái gì chúng ta cũng dùng sức lực thì có thể một ngày nào đó chúng ta kiệt lực. Người có sức là một việc, nhưng phải dùng cái trí lực để làm việc thì không phí sức, mà làm việc được nhanh gọn, có kết quả. Ví dụ cái bàn này mình khiêng không nổi, bưng không nổi, mình dùng trí của mình là đẩy nó từ từ, rồi kiếm cái gì đưa nó xuống, nếu mình chỉ có một mình. Vừa rồi Pháp Hòa đi đám tang của ông cụ 75 tuổi. Ông muốn bưng một cái tủ từ ở dưới basement lên trên nhà. Mấy đứa con dặn rồi, ba đừng có khiêng, để con về con khiêng phụ. Ông ở nhà buồn không có chuyện gì làm, bưng nguyên cái tủ một mình. Lên tới cầu thang nó vướng, nó ngược cái tủ trở lại, té xuống cầu gãy cổ chết. Thì quý vị mới thấy là ông rất là khỏe, không có bệnh gì hết á. Chỉ có điều là khiêng lên được cái thang nó trỏi trỏi vậy nè, rồi cái bàn, cái tủ nó vướng đó, nó đụng cái thang cái nó quật ông trở lại, té chết. Cho nên ai cũng có nhiều lực lắm. Và đặc biệt là chúng ta có sức lực, nhưng mà sức lực này sẽ kiệt quệ. Nhưng mà đặc biệt là tâm lực, trí lực mà càng dùng thì trí lực càng tăng, đạo lực càng tăng.
sức lực nó mòn nhưng mà trí lực nó không mòn, đạo lực nó không mòn, tâm lực nó không mòn. Vì sao? Vì đó là cái chúng ta bồi dưỡng bằng vô tướng. Còn sức lực là nó có hữu hạn. Cho nên mỗi người chúng ta đều có những ngôi nhà để chúng ta trở về. Như nãy giờ Pháp Hòa thưa, một căn nhà mình ở, một cái thân của mình, một cái tâm của mình, cái chùa của mình, đồng nghiệp của mình, gia đình huyết thống của mình. Nhiều người, mỗi người chúng ta giàu quá trời luôn. Một người mấy cái nhà, thấy không? Và nhà nào chúng ta cũng trở về chăm sóc hết. Mà chỉ cần có cái tâm lực mà vững chắc, nhà nào chúng ta cũng giải quyết được hết. Cũng giống như mẹ mà, mẹ ba mà có 10 người con cái có 10 gia đình. Tại sao hồi xưa ba mẹ 10 người con mà gia đình nào cha mẹ cũng chăm sóc xếp gọn gàng hết? Tại vì cái tâm lực của cha mẹ đối với con cái. Còn mình giờ có cái nhà lo không xong, rên hoài. Còn hồi xưa cha mẹ ông bà mình á, một đàn con 10 người, thậm chí lập gia đình cho 10 người, rồi cha mẹ còn lo được cho mình cả 10 gia đình nhỏ của mình. Vì sao? Vì cái tâm lực của cha mẹ rất là vững. Cho nên làm gì làm, chúng ta không quên được cái thời gian trở về tịnh tu. Mỗi ngày quý vị tụng kinh ngồi thiền là quý vị chăm sóc cho ngôi nhà tâm của mình, phải không? Và khi mà cái tâm mình vững rồi đó, mình về chùa mình làm công quả cũng dễ thương nè, mình lo cho gia đình mình cũng dễ thương nè, mình chăm sóc cái thân mình cũng dễ thương nè, mình đi xung quanh mọi việc mọi người đều vững chắc an ổn hết. Đó là nhờ cái tâm lực mình vững chắc. Xin nguyện cho đại chúng, nhân dịp cuối năm, tất cả chúng ta ai cũng muốn có những ngày cuối năm vui vẻ để chuẩn bị đón mừng một năm mới đầy những cái điều, những cái niềm tin, những hạnh phúc. Thì cũng như thế, thật ra đối với người có tu tập thì ngày nào cũng giống nhau hết á. Nhưng mà người xưa có cái ý là kết thúc, tuyên bố hết một năm, chuẩn bị bước qua một năm mới để làm cho những người sống mà có những cái khổ đau, phiền muộn thì có một cảm giác là mình chấm dứt một cái vận, một cái chu kỳ buồn, rồi chuẩn bị tinh thần bước sang tiếp tục một năm mới. Chứ còn đối với người tu tập vững chắc thì ngày nào cũng hạnh phúc giống nhau. Còn nếu nói hơn nữa là đâu phải ngày năm mới mình không ăn. Đâu phải là ngày cũ rồi mình ăn. Ngày nào cũng ăn giống nhau và sinh hoạt mỗi ngày giống nhau. Chỉ có tuyên bố ngày đó mới cái tự nhiên cái feeling mình nó khác à. Thậm chí nhiều khi cái áo người ta cũ mà người ta nói áo này mới á nha, mặc vô thấy mới liền à. Tất cả là do mình nghĩ mà, phải không? Thành tử sẽ xin chúc đại chúng cuối năm được an vui, hạnh phúc và năm mới đầy đủ niềm vui và hạnh phúc. Mình còn giờ không? Chú đừng làm hòa thượng trụ trì. Hôm qua Pháp Hòa còn mấy câu hỏi chưa trả lời nè. Thưa đại chúng, trước khi mình sang phần câu hỏi thì Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài. Bài này có tên là Trống Chuông. Hát theo điệu trống cơm. Vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thính, ố mê hay mà hay ghê, ố mê hay mà hay ghê. Làm người nghe lòng thanh thoát, làm người nghe lòng thanh thoát, ố mê tình, tình tâm ố mê bầy, em nhớ nhà em. Duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Vào chùa có trong có chuồng, khen ai khéo thính, ố mê hay mà hay ghê, ố mê hay mà hay ghê. Lòng người đang buồn đang giận, ô nhớ nghe chuông.
duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Vào chùa có trống có chuồng, khen ai khéo thính, ố má hay mà hay ghê, ố má hay mà hay ghê. Làm người đáng buồn đáng giận, ố Cảm ơn đại chúng. Này là ai hại nè. Giờ Pháp Hòa hát cho đại chúng nghe một bài vọng cổ. Mà hát một câu trước ha. Bài này có tên là Xuân này con không về. Chiều nay én liền trời cao, mai đào đầy sân rầy. Nẻo quê hương mù xuyên diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân, mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sao tiêu điều trong vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh giấc nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Dạ tiếp. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con của con hiểu tại sao thắp nhang bàn thờ Phật và ông bà mỗi ngày bằng tiếng Anh. Con học kinh nghe pháp xong, con phải thực hành giáo pháp Phật như thế nào? Chỗ con ở không có chùa, con phải lên mạng đọc kinh nào, website nào? Yêu cầu thắp nhang giảng tại sao mình thắp nhang cho bàn thờ bằng tiếng Anh. Không biết có ở đây không, không biết. This is a question request Thay to explain why we need to offer the incense to the Buddha's altar or our ancestor regularly. In our practice, there are five things that you're able to offer to the Buddha: the candle, the flower, the fruits, the water, the incense. Each of the offering symbolizes for our practice. For example, when we offer the fruits, it symbolizes for the result, the successful after we have done. So the fruits always remind us before become the fruit, that was the seed. For example, the apple
come from the seed of apple. So therefore, when you see the fruit, it must remind you the law of cause and effect. You have bring the good, you have make the good, that's why now you have received the good as the result. So when we offer the fruit, doesn't mean the Buddha eat any fruits that you offer, but the offering means you want to bring the best fruit to life. This is the good intent that you want to offer for life. Buddhism always encourages us to live in such a way that every day we can offer something for life. The way you talk is the fruit for life. If you talk nicely to your mom, to your dad, to your loved one, that is the sweet fruit that you're able to bring, to offer to your mom and dad. Today, I'm here to offer you my presence, my practice. You are here to offer your presence for me. So every day, if you reflect deeply that, you realize you don't do anything, you try your best to offer. For example, you see your friends, they need help. You offer your help, right? You offer your help. You're willing to do something for others. So make sure you know that everything you do for others, that is the offering. So in Buddhist practice, we use the offering, but we use the Buddha as the symbol. Offering the Buddha to remind us, offer something for life. So we offer the fruit, we offer the flower. Flower symbolizes for the beauty. Every one of us, we like the flower because anywhere we want to decorate, we use flower because flower beautifully. So offer your beauty to the life, to others. Beside that, flower symbolizes for impermanence of life. It's beautiful today, it will be die in the next few more days. So when we offer the flower, we also learn and practice another meaning of it, impermanence of life. And because life is impermanent, that's why we try the best to live as beauty as we can. So incense symbolizes for the fragrance, right? When we talk about incense, we talk about the fragrance, the smell. So therefore, when we offer the incense, remind us to offer your morality practice, your beauty practice. None of the scents can flourish against the wind. Only the fragrance of the morality practitioner able to flourish everywhere. A famous person, a morality practitioner, people will well known not only one place, but around the world. So when we offer the incense, remind us the incense of the practice, the incense of morality. So we offer the incense to the Buddha, to our ancestor, to remind us, I will try my best to live with all the morality rites, so I can bring the best to my family, to myself, and to the society. Con thường nghe quý thầy giảng, có thầy tu đắc đạo và chứng đắc được quả A-la-hán. Làm sao để biết được vị đó chứng quả A-la-hán? Dễ thôi, nếu vị đó không chứng A-la-hán thì vị này chứng quả A-la-làng. Mình tu là sẽ đắc đạo, không tu là đắc đào. Đắc đào khổ hơn đắc đạo, phải không? Ai muốn cầu đạo phải cạo đầu. Cạo đầu đó không phải là phủi cái này không, mà phủi phiền não. Vì tóc là tượng trưng cho phiền não, cho nên người tu đi tu là cạo đầu. Đó là mình nói tượng, nói cái nghĩa là tượng trưng. Chứ còn nếu mà đơn giản cuộc sống nữa là gì? Chúng ta muốn đơn giản hóa mọi vấn đề của người tu.
Nổi buổi sáng mà chăm sóc cái tóc là thấy khổ rồi, chưa nói là bữa nào bạc là rầu nữa. Phải không? Thành thử ra cạo đầu là khỏe nhất, vừa đỡ tốn tiền mà gọn gàng sạch sẽ. Đó mình nói trên hình tướng. Còn nếu mà nói sự thực tập là gì, cái đầu mình cạo là mình nhìn khác với người đời rồi. Vậy thì thân đã khác thì tâm cũng phải khác. Cho nên chư tổ gọi là gì? Tâm hình dị tục. Cái tâm của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác tục. Vậy thì người chứng quả là người chứng cái gì? Chứng, nếu mà nói về chứng A-la-hán á, là người này sạch phiền não. Cho nên A-la-hán có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, vô sanh. Không còn trở lại cõi đời. Người này đủ khả năng thọ nhẫn của cúng dường. Mà quan trọng là người này có đủ năng lực sát tặc. Sát tặc là gì? Giết giặc phiền não. Vậy thì bây giờ mình chưa biết, mà cái chỗ chứng không có thể nói à. Bởi vì sao? Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Làm sao giải thích được chỗ đó? Quý vị ngồi đây, quý vị hạnh phúc cỡ nào, quý vị biết phone về nhà nó trời ơi vui lắm, thôi bà ơi lạnh quá tôi không thấy vui gì hết. Người không có đi thì sao? Người không cùng thì không thể cảm. Người không có cùng một cảm thì không thể thông. Người thông là gì? Cùng một cảm cho nên cảm thông. Người không cùng cảm thì không thông, mà người không thông thì không thể cảm. Cho nên chỗ chứng đắc không thể nói. Ví dụ Pháp Hòa thưa để đại chúng, Canada rất là lạnh. Lạnh cỡ này không? Quý vị tưởng tượng cái lạnh vậy đó. Đối, tại vì đối với mình đây là về là lạnh dữ lắm rồi. Nhưng mà có nhiều vị hỏi thầy ơi, bữa nay Canada lạnh không thầy? Pháp Hòa nói dạ bữa nay không có lạnh mà rất lạnh. Tại vì hiện bây giờ là đang trừ mười mấy độ âm. Và có những ngày mùa đông mà cực lạnh nữa là trừ 35 độ. Tức là âm 35 độ. Năm ngoái lễ đón giao thừa là âm 40 độ. Thì bây giờ quý vị thấy cái lạnh của quý vị ở đây và cái lạnh của Canada mà quý vị chưa bao giờ tới. Thầy vừa có nói cỡ nào quý vị nghe, wow, khủng khiếp vậy sao? Nhưng mà quý vị đâu có cảm được, đúng không? Có giải thích cỡ nào cũng không nói được cái đó. Trừ khi nào ai muốn biết, bay qua đó ở một mùa đông, khỏi cần giải thích gì hết, chứng liền. Quý hiểu chỗ chứng không? Chứng không thể nói. Mà nếu như mà thí dụ thôi, bây giờ người ta có chứng người ta nói chắc mình tin không? Thí dụ người, bây giờ ông đâu nói tôi chứng A-la-hán, ông này chắc tưởng tưởng. Cái đầu của mình nó ngộ lắm, lúc nào cũng muốn biết ai chứng quả. Nhưng mà hễ người nào mà ta nói người ta chứng á, chắc gì mình tin, mà mình nói người ta khùng. Tu không tới đâu nói chứng. Ông dở chứng có chứ chứng. Cho nên tại sao các vị không nói? Tại vì nhiều khi nói mình không sanh niềm tin mà còn phỉ báng. Mà hơn thế nữa là chỗ chứng đắc không thể nói. Đây bây giờ Pháp Hòa uống nước là nóng sao Pháp Hòa biết chứ, quý vị ngồi ngoài quý vị sao biết được. Cho nên không thể giải thích. Tu thế nào là tu đúng? Có tu chưa biết đúng. Thưa đại chúng á, khi nào mình tu á, là tu là gì? Là mình chuyển hóa, là mình tiếp nhận những cái công thức để mình thực tập. Giống như quý vị biết, nấu làm sao mà cho biết nấu mình đúng, mình ăn thấy ngon là mình biết mình nấu đúng. Thì bây giờ tu cũng thế, mình tu mà nếu mình thấy rằng mỗi ngày mình có an lạc, có bình an, tâm mình giảm được sự chấp trước, giảm được sự hờn giận là mình biết là mình tu đúng. Còn nếu mình tu, mình biết pháp tu, nhưng mỗi ngày á, xung quanh mình là thấy ai cũng trật hết á. Ví dụ như người ta chắp tay cái lợi sữa, chắp như vậy mới đúng nè. Người ta lại cái lợi nó lại như vậy mới trật nè. Mình hồi xưa mình vô chùa không biết gì hết, mình dễ thương lắm. Mình lo mình tu thôi. Tu một chập rồi á, mình chỉnh người khác không? Mình tu một chập rồi mình không chỉnh mình được, mà mình đủ khả năng mình đi xung quanh mình chỉnh người khác.
Cho nên cái chỗ cái này cũng thế, không ai xác định cái tu đúng tu sai của mình, nhưng mà tự mình biết được mình tu mà mình có thấy an lạc không, mình có hạnh phúc không. Đúng là làm sao? Đúng với mình. Ví dụ bây giờ quý vị tụng kinh, quý vị đừng có nghĩ là phải tụng một ngày mấy thời và bao nhiêu lâu. Quan trọng là thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Bây giờ hoàn cảnh mình không được tụng kinh lớn, tụng kinh thầm, vậy là đúng đó. Bây giờ mình lại Phật, người ta lại ngàn trăm lại, sức khỏe không có, lại 20 lại à, tu đúng đó. Tại đúng với hoàn cảnh của mình, chứ không phải mình tu kiểu nào mới kêu là đúng. Mà đúng là đúng hoàn cảnh của mình, đúng khả năng của mình, đúng sức khỏe của mình. Thế nào là đại bi tâm? Từ bi từ thiện, bi thiện giống nhau không? Muốn làm từ, muốn người có lòng từ bi. Từ bi là cái tâm bình đẳng. Có lòng từ bi thì nó mới ráp với chữ từ thiện. Chữ thiện là tốt á, là khéo á. Người muốn làm từ thiện á, muốn làm thiện á, trước phải có tâm từ. Mình không có tình thương, mình không thể nào làm được. Tại vì làm hồi mình give up, mình buông xuôi, là vì mình dễ giận, dễ phiền não. Cho nên người muốn làm thiện, trước hết phải có tâm từ, cho nên là từ thiện. Từ thiện nghĩa là từ bi, là cái tâm thương bình đẳng, không có phân biệt. Ví dụ bây giờ mình đi tới cứu trợ, người ta đang khổ vậy, mình ngó vô, thấy nhà nào có bàn Phật mới cho. Không phải đâu Phật không cho. Thì cái này thiện mà chưa từ. Từ thiện là tình thương phải bình đẳng. I hear that practicing like the Buddha will eventually help me to become Buddha. How is that so? It's very hard for me to believe that. Thank you for your question. Become Buddha doesn't mean you can sit on the flower, you can do magics. Buddha means whenever we awake, we realize everything happened. We take things as they are. That's called Buddha. Buddha is not super person. They can do magic. They can fly. They can do anything, you know, like powerful. Buddha is the intent to live, the power to live within the present moment. So if you practice like the Buddha, you can become the Buddha. It's something very true, and you can do it. For example, the Buddha is the one who able to reflect on the true facts of life, that once we have the body, we must take the sickness, the old age. If we able to take, reflect on this, accept this, and we know that we will come to death and old age and sickness one day. So therefore, everyday life, whenever we can do things, wholeheartedly do it. So you are the Buddha, the one who have the capacity to live deeply in the present moment and recognize and realize everything happened around. The Buddha doesn't mean a person who can do something very powerful with lot of magics. Because you think Buddha in that way, so that's why you think you're unable to make it. But actually, Buddha is the capacity to live with your fully awakening. Another word, your deep mindfulness. Be mindful on your speech. Be mindful on your daily consumption. So the Buddha is the one who able to realize things around and make things much better. Buddha is the one who know how to rebuild things already collapsed and try the best to build something not yet established. That is the capacity of the Buddha, not the one who do with power you used to think and you think that you are unable to do that. Chúng con xin hỏi khóa tu mùa hè ngày nào, tháng nào ở Trúc Lâm Tây Thiên? Ở bên Tây Thiên Trúc Lâm một năm có 4 khóa tu cho người lớn và 3 khóa tu cho trẻ em. Các em nào tuổi từ 13 trở lên á, mỗi năm có khóa tu vào tháng 3, tháng 7 và tháng 12.
Đây, Pháp Hòa về chuyến này là chuẩn bị có 5 ngày khóa tu cho các em, khóa tu mùa đông. Đối với người lớn á, thì mỗi năm 4 khóa, xuân hạ thu đông. Mùa đông thì tháng 12, mùa hè thì tháng 8, 1 tây tới 10 tây. Mùa xuân thì vào dịp lễ Easter với Good Friday. Còn mùa thu thì vào dịp lễ Thanksgiving của Canada, tức là khoảng tháng 10. Đó là những cái khóa tu chính ở bên Tây Thiên á. Thì tất cả quý vị nào mà muốn biết về chương trình thì có thể lên website có những cái chương trình như vậy. Ở đây thì có thể mình cũng đã hết giờ. Để kết thúc á, Pháp Hòa xin trả lời gọn câu này nữa thôi, vì câu này nó ngắn. Khi thờ Phật ở nhà có cần khai quang không? Thưa đại chúng, quan điểm của chúng ta là thỉnh tượng Phật về trước khi thờ phải nhờ thầy đến để khai quang, điểm nhãn, phải không? Nhưng mà xin thưa như thế này, mình không phải khai quang tượng Phật mà mình phải khai quang người thờ Phật. Anh thờ Phật mà tâm anh không hiểu thờ Phật để làm gì thì anh Phật là đã sáng rồi, cần gì khai. Mình chưa hiểu ý nghĩa thờ Phật thì mình cần phải được mở sáng cho mình để mình thờ, mà không phải thờ như kiểu người ta thờ mê tín. Quý vị có quyền thờ bất cứ cái gì. Thờ tượng Quan Âm, thờ Di Đà, thờ Địa Tạng gì cũng được hết. Nhưng mình đem lên chùa, thầy cho mình biết ý nghĩa Địa Tạng, ý nghĩa Di Đà, ý nghĩa Quan Âm. Thậm chí có những người cầm thần tài lên nhờ khai quang nữa. Pháp Hòa khai được hết. Cô có biết ông này là ông gì không? Dạ ông thần tài. Thờ ông chi? Dạ cho con tiền. Ông mà có khả năng cho cô tiền là cái ông làm tượng ông này giàu nhất mà. Ông làm tượng còn phải làm từng tượng bán kiếm tiền sống mà. Thần tài là mình, thổ địa là mình, thổ sanh kim, tâm vững tiền giữ được, tâm lung lay tiền mất, tâm lung lay tiền bay. Cho nên mình hiểu được ông thần tài là ai, thổ địa là ai, khai quang chưa? Khai quang mình. Mình mở ra được cái trí ý nghĩa thờ rồi á, thờ không có mê tín. Ví dụ quý vị hiểu là thờ Quan Âm không phải lễ cứu khổ không, mà Quan Âm là biểu tượng của nhẫn nhục, của từ bi. Thờ Ngài là mình phải học được hạnh nhẫn nhục từ bi của Ngài. Hiểu được vậy, khai quang. Mở cái trí của mình ra. Ai mời tới cúng tiệm Pháp Hòa cũng đi nữa. Nhưng mà Pháp Hòa tới cúng xong rồi Pháp Hòa nói, làm chủ tiệm không bằng làm chủ tâm. Mình làm chủ căn tiệm mà không chủ được tâm mình, giận lên la hét thợ thuyền mất thở hết. Cho nên mình làm chủ được mình á, là mình làm chủ được tất cả. Cho nên không phải khai quang tượng Phật mà khai quang cho người thờ. Người thờ mà khai mở được rồi thì Phật ngồi yên. Phật ngồi yên mà ăn hạnh phúc, không bị kêu réo. Trời ơi, nhiều khi đem có một cái bánh mà quá trời xinh luôn. Đó là chưa nói á, thờ Quan Âm đứng. Người ta nói á, đứng khổ lắm biết không? Đó, đó, bình thường mình đứng đã mỏi chân khổ rồi, phải thờ tượng ngồi. Rồi sách tượng đứng lên chùa cúng lại, đi kiếm tượng ngồi thờ. Mai chiều người khác tới nói trời ơi thờ tượng, thờ tượng ngồi không có được. Tại vì khi mình cần kêu Ngài đó, Ngài đứng dậy lâu lắm. Rồi sắp tượng ngồi lên cúng lại. Cuối cùng ra chợ mua tượng Quán Tự Tại tay, một chân thòng xuống tay để lên. Hỏi chi phải không? Trong tư thế ready to go. Đó là ngày ngồi, ngày thọng, ngày không biết kêu lúc nào. Thế đó gọi là on call. Cho nên qua, người thờ mà không được khai quang là ba bà Quan Âm khổ. Đứng không được, ngồi không được. Cuối cùng hỏi thờ tượng nào, nằm. Giờ quý vị hiểu chữ khai quang không? Đem lên chùa nhờ thầy chú nguyện. Nhưng mà thầy chú nguyện, thầy khai quang cho mình. Mình thờ mình hiểu được ý nghĩa, không ai nói mình mê tín hết á. Mình đem mà bông nè, trái lên cúng,
Phật có ăn đâu mà cúng. Dạ tôi biết chứ, nhưng mà tôi cúng cho tôi cúng cái ý nghĩa. Cúng là mình cung cấp, đem trái cây là cung cấp thành quả tu tập, đem bông là cung cấp sự đẹp đẽ cho đời, đem đèn lên là cung cấp trí tuệ cho đời, đem hương lên là cung cấp sự thực tập giới luật cho đời. Cúng là mình cung cấp, mà Phật là biểu tượng. Nghĩa là mình luôn luôn, người Phật tử là luôn luôn phải mang trong tâm thức mình những ý nghĩa muốn cúng dường, muốn cung cấp cho cuộc đời này ánh sáng, hiểu biết, tình thương, thương yêu, đẹp đẽ qua cái thể, cái hình thức cúng. Chứ Phật nào ăn mà cúng. Mà nếu thật sự Phật mà bóc trái Phật ăn là đem Phật lên chùa liền, ghê quá. Rồi hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con được đại diện cho toàn thể Phật tử của đạo tràng sáng hôm nay đề đầu đảnh lễ cảm ơn Thầy đã quang lâm về chùa Quang Thiện, ban bố cho chúng con một thời pháp rất ý nghĩa. Và chúng con nguyện đem những lời pháp nhũ này trong quá trình tu học của chúng con. Và con tề xin được xin lỗi quý vị, có một số rất lớn những câu hỏi mà chúng ta không có thời giờ để cho Thầy trả lời. Thì quý vị có thể lên Internet để coi Thầy tất cả những cái câu hỏi quan tệ có đọc qua. Thì rất nhiều bài giảng của Thầy đã có trong những câu hỏi của quý vị hỏi. Và đến giờ này chùa Quang Thiện chúng con với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Minh Dung trụ trì chùa Quang Thiện và bản thân con tổ chức ngày lễ hôm nay, chúng con xin đề đầu đảnh lễ và cúng dường Thầy. Chúng tôi xin mời tất cả quý Phật tử đứng lên. Hôm nay một bài pháp tuyệt vời, có phải không thưa đại chúng? Kỷ niệm 20 năm thành lập chùa Quang Thiện, trong đó có phần cúng dường pháp. Đó là lý do mà chùa Quang Thiện cung thỉnh Thượng Tọa Thích Pháp Hòa từ Canada về đây để mang cái pháp lạc đến cho Phật tử chúng ta. Do vậy, ngày hôm qua và ngày hôm nay, tất cả Phật tử được xin lặp lại, quý vị có an lạc không? Có được lợi lạc không? Và nếu đêm nay chùa tổ chức 12 giờ khuya một thời pháp của Thượng Tọa nữa, quý vị có đến không? Và chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Pháp Sư ngồi xuống. Bên cạnh chúng tôi là Đại Hữu Quang Tuệ, trưởng ban tổ chức lễ 20 năm thành lập chùa Quang Thiện. Và bản thân chúng tôi, trụ trì của ngôi chùa, chúng con nhất tâm đảnh lễ để cúng dường. Xin anh lấy cho cái khay. Quỳ xuống, quỳ xuống. Chúng tôi phải theo đúng pháp. Trên thế gian này gặp được bậc thiện tri thức là một điều rất khó. Gặp được một pháp sư lỗi lạc trí tuệ là điều càng khó hơn. Cho nên chúng tôi đúng pháp đại diện cho tất cả Phật tử phải quỳ xuống đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Hòa. Nhưng mà rồi ngài quá khiêm cung đi ha? Cho nên chúng con xin được nhất tâm đại diện cho chùa Quang Thiện, ban tổ chức cũng như toàn thể chư thiện nam tín nữ có một chút phẩm vật tịnh tài để nói lên tấm lòng thành kính đối với Thượng Tọa và cầu chúc
thượng tọa trên con đường hoằng pháp, bất cứ nơi nào ngài đi, nếu không pháo nổ thì tuyết cũng phải nổ. Và đây là một cái bảo vật, tôi gọi là một cái bảo vật của Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại. Chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Quan Thâm ba lần để dâng lên ngài tất cả lòng thành kính và tri ân. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa liệt quý vị, trong vòng vài phút nữa thì là chính thức kỷ niệm 20 năm thành lập chùa Quang Thiện. Trong phòng mục đó, chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa Pháp Hòa sẽ trái tịnh, tức là mang cái lòng từ và lòng từ bi của ngài đến tất cả chư thiện nam tín nữ có mặt hôm nay. Và giờ đây thỉnh ngài vô, xin thượng tọa vô trong chốc lát, trong vòng khoảng 15 phút là chúng ta trở lại. Vô trong vườn. Quý nghe rõ một chút nữa trong buổi lễ chính thức đó, thượng tọa Pháp Hòa cùng với hòa thượng trưởng lão và hai vị hòa thượng nữa sẽ sái tịnh mang phước lành đến cho tất cả chư thiện nam tín nữ có mặt hôm nay. Yeah.